Xin kính chào quý khán giả của chương trình Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Quý vị thân mến, xem tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong năm 2023 Quý Mão sẽ giúp cho quý vị nắm rõ được vận hạn của mình trên các phương diện về tiền bạc, sức khỏe, công danh, sự nghiệp và tình duyên gia đạo. Thưa quý vị, tử vi học có nói, mỗi người sinh ra đều mang trong mình một số phận khác nhau, không phải ai sinh ra cũng được giàu sang, phú quý, sống trong nhung lụa, không phải ai cũng phải chịu số phận nghèo hèn. Có những con giáp phải sau, trung vận thì mới có được may mắn, giàu sang. Trong năm 2023, chắc hẳn quý vị tuổi Ất Mão sẽ rất tò mò về vận mệnh của mình sẽ ra sao đúng không ạ? Thưa quý vị, các nhà tử vi học dự đoán tuổi Ất Mão sẽ có vận may trúng số trong đầu năm 2023, tiền bạc ùn ùn kéo đến, giàu có nhất vùng. Trong phần luận giải tử vi ngày hôm nay, thầy Gia Cát sẽ chỉ rõ cho những người tuổi Ất Mão về vận hạn của mình trong năm. Qua việc nắm bắt được thiên cơ, quý vị hãy dựa vào đó để thay đổi vận mệnh của mình được giàu sang phú quý. Đồng thời, thầy Gia Cát cũng sẽ đưa ra các phương pháp hóa giải về tử vi cho tuổi Ất Mão trong năm nay. Còn bây giờ là phần luận giải về lá số tử vi của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong năm 2023 Quý Mão. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh Thái Tuế khi cúng sao Thờ ngoài sân để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Ất Mão sinh năm 1975 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Ất Mão sinh năm 1975 nữ mạng trong năm 2023. Năm 2023 không phải là một năm khá khó khăn đối với người tuổi Ất Mão. Tuy nhiên, nhờ vào sự thông minh, tài trí và bản lĩnh của mình, bạn vẫn sẽ đạt được những thành tích nhất định trong sự nghiệp và tài lộc. Bạn cần ý thức được điểm yếu của mình là quá cố chấp, bảo thủ, không chịu thay đổi. Nếu cứ ương bướng, thích làm theo ý mình, bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của người khác, bạn dễ đưa mình vào những rắc rối, thậm chí là tai họa khó dự đoán trước. Thời điểm này, bạn cần chú ý đến cách cư xử của bản thân, giữ quan hệ hữu nghị với mọi người, nếu không dễ khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt, tạo ra những chuyện mâu thuẫn, thị phi không đáng có. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Ất Mão sinh năm 1975 nữ mạng gặp phải sao chiếu mệnh, sao thái âm, vận hạn, hạn huỳnh tuyền, hạn tam tai, gia chủ không phạm tam tai, hạn hoang ốc, không phạm hoang ốc, kim lâu, không rơi vào kim lâu. Về địa chi, gặp 5 tuổi và phạm cục diện trực Thái Tuế, người tuổi Ất Mão gặp khá nhiều bất lợi và biến động ở khắp các phương diện của cuộc sống trong năm nay. Người xưa thường nói, đương đầu Thái Tuế vô phúc liền có họa, tai ương có thể ập tới bất cứ lúc nào. Xét về mối quan hệ thiên can, Ất Âm Mộc gặp Quý Âm Thủy là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí, nên trong năm nay, các gia chủ Ất Mão cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Gia chủ cũng cần chú ý tiểu nhân ganh ghét, quấy phá công việc cũng như gia đình mình. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ Ất Mão sinh năm 1975 cần chú ý tháng Tân Dậu, tháng 8 âm lịch, từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 14 tháng 10 năm 2023. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Ất Mão sinh năm 1975. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Ất Mão sinh năm 1975 nữ mạng. Trong năm 2023, gia chủ nữ mạng Ất Mão gặp sao thái âm chiếu mệnh. Đây là một cát tinh hóa khí là phú và tài bạch, chủ cung điền trạch. Tiền tài của sao thái âm có được là do tích lũy dần, một đời tiền bạc ổn định. Sao thái âm thuộc thủy là tinh túy của nước, sao thái âm rất tốt cho phụ nữ. Nam giới được sao thái âm chiếu mệnh sẽ được bạn bè là nữ giới giúp đỡ, đặc biệt là tiền bạc. Thế nên sao thái âm còn được gọi là tài tinh. Với những người chưa lập gia đình sẽ được tình duyên kỳ ngộ trong năm nay. Người có sao này được kết tinh, làm ăn phát đạt, mọi chuyện hanh thông vào tháng 9. Tuy nhiên những người gặp sao này kỵ cho nữ sinh đẻ và nam gặp bệnh tật vào tháng 11 âm lịch. Hóa giải, làm lễ cúng sao giải hạn vào lúc 7 đến 9 giờ ngày 26 âm lịch hàng tháng. Đây là thời điểm mà sao thái âm đang viên chiếu sáng nhất trong tháng. Chuẩn bị hương hoa, trái cây, tiền vàng, oản, nước, trà, đinh tiền vàng, mũ vàng, muối gạo, 36 đồng tiền và 7 ngọn nến, cùng với 7 vị màu vàng có ghi Đức Nguyệt cung thái âm Hoàng hậu Tinh Quân. Lưu ý tất cả lễ vật đều phải có màu vàng, trường hợp có màu khác thì gia chủ cần lấy giấy vàng bọc lại hoặc lót ở bên dưới, hoặc có thể vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế. Sao Thái Âm là sao tốt thuộc hành thủy, vì thế để tăng cường cát khí hành thủy, gia chủ hãy dùng màu đen bằng cách điêu trang sức đá quý màu đen, màu xám, màu xanh biển. Ngoài ra, vì gia chủ có thể sử dụng màu trắng như đeo đá thạch anh tóc trắng, màu chủ của hành kim, để kim sinh thủy càng thêm tốt. Điều này sẽ kích thích và tăng nhiều tài lộc cho gia chủ hơn nữa. Gia chủ Ất Mão sinh năm 1975 nữ mạng năm nay gặp hạn Huỳnh Tuyền. Khi nói về hạn này, người xưa đã đúc kết ra câu lục bát: Huỳnh Tuyền bệnh nặng nguy vong, tăm kheo đau mắt để phòng tay chân. Về sức khỏe, chủ sự khi gặp hạn này sẽ gặp chứng đau đầu, chóng mặt, mặt mũi sa sẩm, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Về làm ăn kinh doanh, buôn bán bằng đường thủy, sông nước sẽ không gặp được thuận lợi, gặp nhiều khó khăn trắc trở. Hóa giải, vốn Huỳnh Tuyền là đại hạn chủ về sức khỏe, vì vậy khi gặp hạn này cần chú ý hơn về sức khỏe. Theo Phong Thủy Gia Cát thì tất cả các công việc liên quan đến đường thủy, đường sông nước, gia chủ đều không nên tham gia, dù ít hay nhiều cũng để lại hậu quả khôn lường. Về phương diện cuộc sống, không nên đứng ra làm chứng hay vay mượn cho ai cả, sẽ dễ mang họa vào thân, tiền mất tật mang. Luận tử vi Ất Mão sinh năm 1975 nữ mạng theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, đón xuân đầu năm cùng gia đình, trong tháng này gia chủ gặp được những niềm vui bất ngờ. Tháng 2, tháng này gia chủ đón niềm vui trong nội tộc, về việc cưới xin hỷ tín hoặc công việc của con cái gặp nhiều may mắn. Tháng 3, đây là tháng gia chủ Ất Mão có lộc về mặt tiền bạc, chủ yếu do người khác đưa tới, tuy nhiên gia chủ lưu ý bệnh máu huyết trong tháng này. Tháng 4, tháng này mọi việc của gia chủ sinh năm 1975 diễn ra cơ bản bình thường, không nhiều chuyển biến. Bên cạnh đó, gia chủ chú ý các vấn đề liên quan đến sức khỏe. Tháng 5, gia chủ có thể bị kẻ xấu nói xấu sau lưng trong tháng này và nhiều chuyện buồn đưa tới khiến gia chủ phải suy nghĩ nhiều. Tháng 6, gia chủ cần chú ý khi đi ra ngoài, dễ gặp tai nạn bất ngờ. Tháng 7, đây là tháng mọi công việc của người tuổi 1975 nữ mạng không được tốt như mong muốn. Trong tháng này nếu di chuyển đi xa thì nên lưu ý. Tháng 8, được hưởng ông phúc của tổ tiên, sức khỏe của gia chủ rất tốt trong tháng này. Tháng 9, trong gia đạo của gia chủ có nhiều bất hòa trong tháng này. Khi đi ra ngoài, gia chủ Ất Mão cẩn thận xe cộ đi lại. Tháng 10, có tin vui về công việc của con cái. Tháng 11, tháng này mức chi tiêu của gia chủ rất nhiều, tiền chủ yếu cho thuốc thang, chữa bệnh. Tin vui là bệnh tình chuyển biến tích cực. Tháng 12, tháng cuối năm gia đình hòa thuận êm ấm. Tổng kết tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975 nữ mạng trong năm Quý Mão 2023. Về sự nghiệp, vận sự nghiệp năm 2023 của gia chủ không có nhiều điểm sáng, có thể dễ rơi vào giai đoạn bế tắc sự nghiệp trong năm tuổi. Không những vậy, những suy nghĩ tiêu cực, lo lắng thái quá còn làm ảnh hưởng đến khả năng tập trung của bạn, càng khiến hiệu suất sụt giảm. Chỉ có một bất cần cũng có thể xảy ra sai sót, để lại hậu quả nặng nề. Nếu muốn cải thiện tình hình, điều đầu tiên là phải thay đổi tâm tính, suy nghĩ tích cực hơn, tự mình nỗ lực sẽ có thành quả xứng đáng, đừng ỷ lại vào bất cứ ai. Về tài chính, về tài vận, năm nay gia chủ Ất Mão 1975 nên hạn chế đầu tư, cho vay hoặc hợp tác làm ăn để tránh hao tài. Khi bước vào những lĩnh vực làm ăn mới cũng cần phải hết sức cẩn thận. Những sai lầm có thể bắt nguồn từ sự lơ đãng, coi thường. Đặc biệt về việc rượu chè, nhậu nhẹt chẳng những hại sức khỏe mà trong năm 2023 này có thể khiến cho gia chủ phải tốn một khoản lớn cho việc đền bù thiệt hại cũng như chăm sóc sức khỏe. Hạn chế đến những nơi tối tăm, ám khí ở đó sẽ xua hết cát khí, khiến cho may mắn rời bỏ. Bản mệnh phải đối mặt với nhiều biến động không mong muốn trong tài chính. Tóm lại, gia chủ Ất Mão sinh năm 1975, năm nay tọa thái tuế nên cần ưu tiên giữ ổn định, lùi một bước để tiến hai bước. Khi gặp khó khăn cần bình tĩnh xử lý mọi việc, lắng nghe ý kiến của người khác, tránh hành động sốc nổi, không được xử lý bừa bãi. Về sức khỏe của nữ mạng Ất Mão trong năm 2023 cũng phải đặc biệt quan tâm, vì đây là năm tuổi của bản mệnh. Bạn có thể cảm thấy thể trạng sa sút, sức đề kháng kém hẳn trong năm nay. Bạn nên có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi điều độ, bồi dưỡng cả về sức khỏe tinh thần, tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống thường ngày để nuôi dưỡng sức khỏe từ gốc rễ. Ngoài ra, những chú mèo càng phải chú ý đến sự an toàn của bản thân trong năm tuổi, kẻo rước họa vào thân. Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm nay cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chữa bệnh quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt gia chủ Ất Mão sinh năm 1975. Về tình cảm gia đạo, tử vi tuổi Ất Mão năm 2023 nữ mạng về gia đạo nhìn chung khá bình ổn, bản mệnh nên giữ thái độ hòa nhã với mọi người để giữ mối quan hệ tốt đẹp thì không có gì phải lo ngại. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định lớn nhỏ nào, bạn cũng nên chia sẻ với bạn đời để vợ chồng đồng lòng thống nhất, tránh cho những sau này xảy ra tranh cãi vì không hiểu ý nhau. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi giúp kỵ tà hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Ất Mão sinh năm 1975 nữ mạng để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu về lá số tử vi của tuổi Ất Mão trong năm 2023 Quý Mão. Qua đó quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong năm 2023 này. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và biểu tượng chuông thông báo để luôn là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.